Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ học toán bài giờ phút. Muốn biết thời gian để làm việc hoặc nghỉ ngơi thì người ta đã sáng chế ra chiếc đồng hồ. Trên mặt đồng hồ, người ta sẽ căn cứ vào hai kim để biết thời gian. Trong hai kim đó có một kim dài và một kim ngắn. Kim ngắn thì chỉ giờ, còn kim dài thì chỉ phút. Trên mặt đồng hồ, khoảng cách của mỗi số là 5 phút. Ví dụ, từ số 12 đến số 1 là 5 phút. Từ số 1 đến số 2 là 5 phút. Từ số 2 đến số 3 là 5 phút. Cứ như thế, nếu ta di chuyển thêm một số thì ta lại cộng thêm 5 phút. Vậy, bắt đầu từ số 12, các em hãy đếm xem 1 giờ có bao nhiêu phút. Một giờ bằng 60 phút. Bây giờ cô đố các em, đồng hồ chỉ mấy giờ? Đồng hồ chỉ 8 giờ. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này là mấy giờ? Giờ 15 phút. Còn bây giờ là mấy giờ? Tám giờ 30 phút, hay còn gọi là 8 giờ rưỡi. Cô đã giới thiệu với các em kiến thức của bài học giờ phút. Bây giờ ta vận dụng kiến thức vào trò chơi ai nhanh ai đúng. Yêu cầu của cô là các em hãy quan sát kim dài và kim ngắn của đồng hồ di chuyển rồi dừng lại ở số nào. Các em hãy cho cô biết đồng hồ chỉ mấy giờ. Đồng hồ chỉ 8 giờ. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 12 giờ 15 phút. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2 giờ 30 phút. Một giờ bằng bao nhiêu phút? Một giờ bằng 60 phút. 60 phút bằng mấy giờ? 60 phút bằng 1 giờ. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe.